Xin chào các bạn, hôm nay công ty Thế Giới Ma Vật sẽ hướng dẫn các bạn cách vệ sinh đầu in của máy IX4-250, vệ sinh đầu in cũng như là trục ruler của máy. Thì để tiến hành vệ sinh máy Acoc IX4-250, các bạn có thể dùng cồn 90 độ thì kèm với nó là dùng bông gòn. Rồi mình bắt đầu tiến hành vệ sinh. Đầu tiên các bạn mở nắp máy lên. Rồi các bạn có thể nếu mà cái cần gạt này đóng thì các bạn có thể mở lên, bật lên. Rồi các bạn phải xác định đây là cái cùng đầu in, cùng đầu in là cùng này, dưới này nó có đầu in nên là nhỏ ở dưới này, thì đó là cái điểm mình cần vệ sinh. Lấy một ít bông gòn thấm một lượng cồn vừa đủ. Rồi các bạn gọi như này, các bạn vệ sinh lau sạch cái đầu in. Rồi các bạn lưu ý là lúc vệ sinh các bạn chỉ kéo qua một lần, nếu mà muốn kéo lại thì các bạn lật cái mặt khác để kéo nhé. Đó, lau sạch lúc nào mình thấy cái bông gòn của mình trắng thì thôi, bông gòn của mình trắng là nghĩa là đã sạch. Với là các bạn lưu ý là lúc mà vệ sinh đầu in thì tay có măng nhện hay là những cái vật nhọn hay gì đó tránh tác động tới đầu in làm nó xước. Với lại thứ hai là mình vệ sinh luôn cái trục ruler là trục đen này, trục cao su đen này, đây là trục ruler của máy, mình lau sạch cái trục này. Tại vì là đây là hai, đây là trục ruler nó cũng tác động trực tiếp tới đầu in. Đó là mình vừa hướng dẫn các bạn vệ sinh đầu in của máy Acoc IX4. Để đảm bảo đầu in được sử dụng bền lâu thì không chỉ việc vệ sinh mà các bạn sử dụng giấy mực đảm bảo chất lượng, đó cũng là một điều rất là quan trọng. Mọi thắc mắc về vấn đề về sinh đầu in hoặc là về máy cần hỗ trợ kỹ thuật, các bạn có thể liên hệ tới công ty Thế Giới Ma Vật để được hỗ trợ thêm. Xin cảm ơn. Thì máy Acoc IX350 có độ phân giải là 300 dpi, nên các bạn xem có thể xem đây là những cái cửa chữ nhỏ, cửa chữ 3, 4, 5, mình có thể tăng dần lên mạo vật sẽ rất là sắc nét rõ ràng. Đó. Tốc độ in của nó maximum là 6 in trên 1 giây. Máy rất là máy công nghiệp nhưng rất là thon gọn. Và cổng giao tiếp của nó là có 3 cổng giao tiếp. Một là USB, 2 là RS232, 3 là cổng LAN. Các bạn có thể xem phía sau. Đây là cổng LAN. Đây là cổng USB, đây là cổng RS232. Đây là nguồn. Đây. Máy có độ phân giải là 300 dpi. Tốc độ in maximum của nó là 6 in trên 1 giây. Còn cái độ rộng tối đa của nó là lên tới 4.4 inch. Thì vừa rồi mình đã in thử cho các bạn xem về cái chất lượng in của máy, các bạn thấy là máy in rất là sắc nét. Độ, tại vì độ phân giải của nó là lên tới 300 dpi. Mọi vấn đề kỹ thuật cũng như là mọi thắc mắc cần tư vấn thêm về máy Acoc IX4-350, các bạn có thể liên hệ với công ty Thế Giới Ma Vật để được hỗ trợ thêm. Cảm ơn.